sâu trong con hẻm nhỏ này là nơi mà gia đình bé Bùi Quốc Huy sinh sống. Con ơi! Chào con! Quốc Huy, 10 tuổi, hiện đang học lớp 4 trường tiểu học Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Ở trường, Quốc Huy cũng là học sinh bình thường như các bạn đồng trang lứa. Ở nhà, Huy vẫn là một cậu bé hồn nhiên vô tư. Điều khác biệt là Huy đã bộc lộ tài năng trong lĩnh vực ca nhạc, đặc biệt là bolero, từ rất sớm. Quốc Huy đã từng tham gia nhiều chương trình truyền hình và đem về nhiều giải thưởng. Hàng đêm, sau khi đã làm bài tập về nhà là lúc Quốc Huy đi biểu diễn ở các tụ điểm ca nhạc địa phương và nhận được sự mến mộ của các cô chú khán giả yêu thích bolero. Dạ, xin chào cả nhà. Xin giới thiệu, đây là bé Quốc Huy nè, còn đây là anh Hiệp, ba cô bé. Huy ơi, con tự giới thiệu về con cho mọi người biết đi nè. Dạ, thì năm nay con được 9 tuổi, con học tại trường tiểu học Thuận Giao, con học sinh lớp 44. Anh chị là hiện tại đang làm nghề gì hả anh? Vợ chồng ở đây cũng làm công nhân thôi chị. Dạ, rồi hổng về công việc ổn không anh? Mùa dịch này nhiều khi công ty cũng ít việc, cho nên là dạ, làm cũng về sớm. Dạ, thì em được biết là bé Quốc Huy của nhà mình á là được phát hiện tài năng ca hát rất là sớm đúng không anh? Là lúc đó là bé Huy được mấy tuổi? Lúc đó bé Huy được gần 3 tuổi. Ủa là gần 3 tuổi là phát hiện bé Huy là sao mà em chưa hình dung được lúc đó. Đây lúc đó như ở nhà thì cuối tuần á thì hay karaoke gia đình ở nhà chơi đó. Dạ. Hát lao động sau giờ giải trí thôi. Lúc đó cháu nó nghe được rồi, cháu nó nói ba cho con hát. Thì nó cầm mic hát, nó hát luôn một bài luôn. Ủa lúc đó là nói chuyện rành chưa, mới chưa 3 tuổi mà đúng không? Lúc đó gần 3 tuổi nói chuyện rành rồi đó. Thì vừa nói chuyện rành là mình biết hát luôn đó. Nó hát tròn một bài luôn, thấy rất là hay. Rồi gia đình mới ngạc nhiên đó, rồi không biết nó hát gì theo cái bản năng của nó hay sao mà không biết, tới từ từ cái dần dần cái năm nó thêm được 4-5 tuổi gì đó. Yeah. Rồi thấy mấy cậu nó người vòng vòng đây, rồi thấy hát gì cái kêu đi hát mày hát qua có đám tiệc đó, mời qua hát dạ chơi luôn hả. Nhưng mà cái bài hát là Huy ơi, con có nhớ bài hát đầu tiên của con mà con xin gia đình là cho con hát thử là bài đó, bài gì con nhớ không? Nhớ nổi không? Lúc đó chưa đầy 3 tuổi nhớ nổi không? Dạ, bài em mua với chị Nhàn Thiên Lý một. Trời đất ơi! Cái này lúc trước thì cũng như là cháu nó hát rồi mình đăng lên kênh YouTube của mình á. Mình làm cái kênh YouTube trên máy điện thoại nè. Dạ. Đăng lên với lại đăng lên trên trang Facebook á, cá nhân á. Thì bây giờ giá tỷ bây giờ cô nhờ con hát một bài tặng cho ba trước. Cái bài này thì sáng tác của một nhạc sĩ Ngọc Sơn. Ngọc Sơn, con có biết hát không nè? Con hát bài hát tặng cho mình coi. Tình trong mắt như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đồng. Suốt đời vì con van nam, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu yêu, và con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng. Nhớ hồi tuổi thơ bên cha. Hồi hát làm cha xúc động rồi. Cảm ơn con. Hôm nay á, cô Trang đến đây thăm bé Quốc Huy ha, cùng thăm gia đình ha. Và bây giờ cô mới thấy được một em bé rất là dễ thương nè, mỏng mỉm nè, mà hát hay nè, mà học giỏi nữa, rất xứng đáng được nhận một món quà. Thích nhận quà không? Thích. 2, 3. Dạ, cảm ơn cô. Giỏi, cảm ơn con. Là bây giờ để con mở con khui quà ra coi cái món quà này con thích không nha. Oh, đây là... đây là micro à. Con biết bài bài nào hay hay để phục vụ khán giả đó ta, bài Đoạn Xuân Ca biết không? Rồi vậy bây giờ cô với con cùng hát bài này nha.
Dạ. Rồi, nhưng mà hát nương nương tôi nghe không? Chứ tôi là tôi không có hát hay như cậu đâu. Dạ. Hai ba. Nghe xuân sang thấy trong lòng mình chứa chan. Tiếng phong vui vang nó đây ôi chốn xa. Kìa mùa xuân đang đến trước thềm. Đàn xa đưa nhà xuân đến nghe bước chân cô đẹp đẹp. Xuân ơi xuân vẫn muôn đời yêu mến xuân. Nhắm chén vui ta chúc nhau ly rượu mừng. Ngày đầu năm hạnh phúc phát tài. Người người gặp như chiếc mai khi xuân thắp nơi xuân nồng say. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.